chào đón top 4 The Face Việt Nam 2023 với phần thi đầu tiên trong đêm chung kết hôm nay. Gotta come back. Và phần thi đầu tiên, chúng ta cùng đến với phần thi của Võ Minh Toại, team huấn luyện viên Anh Thư. Chương trình là phần dự thi của thí sinh Huỳnh Tú Anh, team huấn luyện viên Anh Thơ. You know I gotta come back. Gotta come back. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón thí sinh tiếp theo trong top 4. Đó là Nguyễn Ngọc Phương Vi, team huấn luyện viên Minh Triệu và Kỳ Duyên. You know I gotta come back. Gotta come back. Và bây giờ là phần dự thi của thí sinh Bùi Xuân Hạnh, team huấn luyện viên Vũ Thu Phương. Rap, rap, rap. You know I gotta come back. You know I gotta come back. Gotta come back.
Và bây giờ, một tràng pháo tay chúng ta dành cho cả 4 thí sinh trong top 4 của The Face Việt Nam 2023. Cùng với việc vừa hoàn thành xong phần thi đầu tiên, phần thi Catwalk. Và lúc này có lẽ